Tôi nói rồi, nếu ở trong nhà thì đâu đến nỗi. Nó bị sốt nặng. Phải chườm nước lạnh cho tới khi nó hạ sốt. Nó cần phải ngủ. Không bao giờ được leo lên thang đó. Ở trên đó có một người to lắm. Con không bao giờ được leo lên thang đó. Ở trên đó có một người có thể bắt giam con đấy. Ở trên đó có một người to lắm. Con không bao giờ được leo lên thang đó. Ông ấy sẽ bắt giam con đấy. Con bao giờ vậy Masanino? Hãy ngủ đi con yêu. Ngủ đi con ơi. Nó vẫn bị sốt sao? Nó vẫn còn nóng lắm. Xin trả lại gần nó một lát. Con đi tìm một chút nước lạnh. Vâng, anh cứ đi đi. Có phải mẹ con ở trên trời không? Chắc chắn rồi. Đúng như thế. Tất cả mọi bà mẹ đều lên trời. Có phải đúng như lời thầy nấu bếp đã nói không cha? Chắc chắn rồi. Thế thầy ấy nói gì? Nói là cha bề trên cũng có mẹ. Đúng. Nhưng mẹ cha đã lên trời rồi. Muốn lên trời phải làm sao? Phải rất tốt mới được. Con có tốt không? Chắc chắn rồi con ạ. Con tốt lắm. Con có lên trời không? Điều đó còn tùy thuộc vào thánh ý Thiên Chúa nữa. Nó đỡ lắm rồi. Thầy nấu bếp ơi. Thầy đây. Bạn làm gì mới được lên trời? Ôi lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Bình tĩnh đi con ơi. Bình tĩnh đi. Ôi bình tĩnh đi con tôi. Xem trên đó có gì. Chỉ sợ nhất là ông khổng lồ thôi. Thank you.
ông khổng lồ thầy nấu bếp đã nói. Chú bé nào đây? Tôi chưa bao giờ gặp cháu cả. Tên cháu là Marcelino. Đây là lần đầu tiên bé xuống làng đấy. Chào cháu bé, tha hồ vui vẻ nhé. Nhìn kìa, bé Marcelino. Thưa cha, phải cha đem bé Marcelino đi bán đấy không? Nghe đây Marcelino, cha phải vào đây một lát. Cha phải giải tội cho một người mẹ. Con phải ở lại đây đợi cha, đừng đi đâu cả hả? Chỉ một lát là cha ra thôi. Em tên là gì? Marcelino. Em giúp anh được không? Được chứ. Đẩy đi. Thằng ăn cắp, thằng giết người, bắt nó lại giùm tôi, thằng ăn cắp.